Trường đi câu cá này, anh em đi câu cá sông này, nước hơi to, có kiếm được con cá nào không? Cá thủ. Đây là khúc sông Suối Thia, sông câu cá của các anh em này. Nhưng hôm nay nước to quá, không biết có cá hay không, nhưng mà trời hôm qua vừa mưa lũ rất là to, sông mênh mông luôn, sông suối mênh mông luôn, Suối Thia. Đấy, hôm nay nước đục quá này. Đây là khúc sông câu cá Suối Thia, con suối duy nhất là chảy về hướng đông bắc, chảy ngược. Ấy, dòng sông chảy ngược tây bắc. Sông duy nhất ở Việt Nam chảy về hướng tây bắc này. Thì có nhiều dòng sông thì cứ chảy về hướng đông nam. Nước đục ngầu đỏ phù sa quá đẹp. Đấy. Mấy thợ cá thủ đang ngồi đây này. Đấy. Trời ơi. Cá thủ gọi là Suối Thia đây này. Cảnh đẹp. Cảnh đẹp vô cùng luôn, nước hơi to, câu cá to được hay không không biết. Bình minh trên quê hương miền Tây Bắc. Đây là khúc sông Suối Thia, sông câu cá của các anh em này. Nhưng hôm nay nước to quá, không biết có cá hay không, nhưng mà trời hôm qua vừa mưa lũ rất là to, sông mênh mông luôn, sông suối mênh mông luôn, Suối Thia.